now we have the parade of national flags. Leading is the South Vietnamese flag, and with all of the nations, flags follow. Và đây là phần rước quốc kỳ của tất cả các quốc gia. Đi đầu là lá cờ vàng thiêng liêng của nước Việt Nam Cộng Hòa. Và sau đó là lá cờ của tất cả quốc gia tham dự ngày hôm nay. Commemorating a minute of silence. Thank you. Dạ đúng vậy. Cái này đâu có thấy để gì đâu có thấy gì. Phải đứng phía trước nha. Và xin quý vị chúng ta thật là trật tự. May have all of the absolute silence for this moment, please, from everyone. Freedom during the war in Vietnam, we're now going to observe a minute of silence. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ các bậc tiền nhân, đồng bào, chiến sĩ và bạn đồng minh đã bỏ mình cho lý tưởng Việt Nam tự do. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
Welcome all of you to Geneva, Switzerland. Xin kính chào tất cả quý vị. Tôi tên là Anthony Chim, là giám đốc đài truyền Việt Nam tại Canada, là đài truyền tranh đấu duy nhất tại đất nước Canada của chúng tôi. Đồng thời, tôi cũng là tổng thư ký của cộng đồng quyền tự do tại Canada, đến từ đất nước Canada xứ lạnh tình nồng. Cùng với tất cả mọi người ở đây, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả mọi người đến đây để cùng nhau tranh đấu cho nhân quyền cho Việt Nam. Quý vị, chúng ta hãy hô to, khẩu hiệu cùng chúng tôi nhé quý vị. Nhân quyền cho Việt Nam, nhân quyền cho Việt Nam, nhân quyền cho Việt Nam. Human rights for Vietnam, human rights for Vietnam, human rights for Vietnam. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và khi tất cả quý vị, ngày hôm nay thì Chim rất là hân hạnh được là MC cho một chương trình đầy ý nghĩa thế này. Kính thưa quý vị, tất cả quý vị, nếu mà chúng ta không tiếp tục tranh đấu cho một đất nước Việt Nam có tự do và dân chủ và nhân quyền, thì chắc chắn rằng nước Việt Nam của chúng ta sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Không những về kinh tế, không những về chính trị và văn hóa cũng như thể thao, mà nhất là phải về tự do, dân chủ và nhân quyền. Đó là lý do mà tất cả những người Việt khắp nơi trên toàn thế giới từ Nam Châu bốn bể họp mặt về đây, đến với thành phố Geneva, thành phố đánh dấu những mốc lịch sử quan trọng đối với Việt Nam của mình, giống như là Hiệp định 1954 hoặc là Hiệp nghị Genève vào 1973, và có các cao ủy Liên Hiệp Quốc xét duyệt những giấy tờ để đưa những người tị nạn từ những biển đảo xa xôi đến với một đệ tam quốc gia tự do. Đến đây thì lòng Anthony Chim tràn đầy niềm xúc động khi thấy có những em trẻ là thế hệ thứ hai, thứ ba cùng tiếp tục thắp ngọn đuốc đó. Anthony Chim xin trân trọng giới thiệu quý vị tất cả các anh chị em Quân Trương, Thùy Dương, Hiệp Nguyễn, Diễm Phương sẽ lên sân khấu để cùng nhau chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình trong ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, welcome all of you to this special event, Fighting for Human Rights in Vietnam. My name is Anthony Chim, the producer of the CVN TV from Canada, and it's my great honor to be your MC today, and I will introduce all to all of you, all of the young generations who will share their thoughts and feelings upon this wonderful, meaningful occasion. So quý vị, một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả các bạn trẻ. Dạ, con tên là Quân Trương. Khi nãy anh Anthony Chim giới thiệu còn thiếu một số tên các bạn, thì chút xíu nữa các bạn sẽ tự giới thiệu tên mình, tại vì có giới thiệu có bốn đứa, còn mấy đứa kia không giới thiệu chút xíu là tụi con xuống là sẽ có một cái vấn đề với tụi nó đó. Thì là trước tiên con xin gửi lời rất là cảm ơn đến các cô chú, các anh chị ở đây đã luôn biểu tình ở đây. Lần đầu tiên con tới, còn không biết là các cô chú đã đi bao nhiêu lần, nhưng mà hôm nay chúng con cũng đến đây với một tâm nguyện rằng là muốn đóng góp một chút xíu nhỏ bé công sức của mình và nói lên tiếng nói để đòi lại cái nhân quyền cho các bạn ở Việt Nam của chúng con. Và trước tiên, để cho cái không khí được hào hứng, tại vì con hơi lạnh, là mình sẽ nói một câu là Human Rights for Vietnam. Nhân quyền cho Việt Nam. Nhân quyền cho Việt Nam. Rồi bây giờ em Quân xin giới thiệu một bạn đầu tiên, xin bạn giới thiệu tên của mình và bạn muốn gửi cái lời gì đến cho Cộng sản Việt Nam đang ngồi trong kia. Dạ. Hoàng Quân xin gửi lời chào trân trọng tới tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, tôi là Nguyễn Hoàng Quân, tới từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Ngày hôm nay Hoàng Quân tới đây là một người trẻ Việt Nam. Hoàng Quân cảm thấy rất là xót xa và tủi nhục cho dân tộc và đất nước Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay. Tới đây để lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vì những hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo và yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả lại quyền tự do tôn giáo cho người dân Việt Nam. Hello ladies and gentlemen, my name is Hoàng Quân Nguyễn from Houston, Texas of the US. Today, I am here to express the collective voice. We are asking the Vietnamese Communist government to return the freedom of religion rights
to Việt Nam. Tự do tôn giáo cho Việt Nam. Tự do, tự do, tự do. Tự do tôn giáo cho Việt Nam. Tự do, tự do, tự do. Tự do tôn giáo cho Việt Nam. Tự do, tự do, tự do. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào cô chú. Em tên là Nguyễn Nghiêm. Em tên Tưởi. Và bữa nay em qua đây để phản đối Việt Nam hủy hoại môi trường tại Việt Nam. Mọi người phải có quyền sống trong một nước sạch sẽ. Mi chiamo Andrea Nguyen. Vengo dall'Italia. Sono venuto per la libertà di vivere in un paese sano, libero e pulito. Phản đối Formosa! Phản đối! Phản đối! Phản đối! Kính chào quý ông bà, cô chú chí bác ở đây. Tôi tên là Phan Thị Mỹ, tôi đến từ Đức. Hôm nay tôi đến đây để nói về vấn đề vi phạm đất đai ở Việt Nam. Hallo zusammen, mein Name ist Phan Thị Mỹ, ich komme aus Deutschland. Ich möchte hier sagen, dass der Staatsbesitz in ganz das Land des Bürger Teilhau, Thu Thiem, Tibis, zum Beispiel Lokhung Chemis Garten. Ja, es verursacht viele Menschen Obdachlosigkeit und Arbeitslosigkeit. Viele Regierungen Christus werden unterstützt, unterdrückt und festgenommen. Ja, ich protestiere gegen für die Kommunisten das Land mein Bürger zu unterdrücken. Danke. Xin chào, tôi tên Lê Diễm Phương. Tôi đến từ nơi ơi. Jeg er født og oppvokst i Norge med vietnamesiske foreldre. Gjennom hele livet mitt så har jeg lært at ytringsfrihet og demokrati er helt grunnleggende menneskerettigheter. Jeg kan si hva jeg vil, jeg kan gjøre hva jeg vil, og jeg kan stemme det jeg vil. I Vietnam derimot blir du straffet for å si dine meninger, og stemmerett er det bare å glemme. La oss som en mulighet til å si det vi vil, kjempe for at dem som ikke kan si det de vil, og være dem de vil, og stemme det de vil. Tự do, ngôn luận, cho Việt Nam. Tự do, tự do, tự do. Cho Quân thêm một ít lời là các anh chị, các bạn làm bên media đó, có thể là làm cái subtitle sau này để dịch lại những cái tiếng của các em đang nói. Quân cũng không hiểu nó nói cái gì luôn, tại Quân chỉ biết tiếng Anh thôi à, và tiếng Việt. Dạ, xin mời bạn kế tiếp. Xin chào quý vị, tôi tên là Võ Thị Mỹ Huệ, tôi đến từ Phần Lan. Tù những người vô tội. Kommunistinen Vietnamin puolue, vietnamilainen kommunistinen puolue on tultava 2000-luvulle ja lopetettava toisin ajattelijoiden sortamisen. Mielipidevangit on vapautettava välittömästi. Tự do cho tù nhân lương tâm. Tự do, tự do, tự do. Tự do cho tù nhân lương tâm. Tự do, tự do, tự do. Tự do cho tù nhân lương tâm. Tự do, tự do, tự do. Xin cảm ơn. Chào quý cô chú, anh chị và các bạn đang đứng trước Liên Hiệp Quốc tại Thụy Sĩ ngày hôm nay. Dương đến từ Na Uy. Dương là một người đại diện cho giới trẻ. Ngày hôm nay chúng ta không may sinh ra và lớn lên trong một đất nước ở đó có sự lãnh đạo của một nhà cầm quyền độc tài. Người dân Việt Nam của chúng ta mất hết những cái vấn đề nhân quyền, dân chủ, tự do báo chí cũng không, tự do ngôn luận cũng không. Mất tất cả.
Vậy thì ngày hôm nay để đấu tranh đòi lại cái nhân quyền đó, chúng ta phải làm gì? Ai sẽ làm? Tuổi trẻ Việt Nam đâu? Tuổi trẻ Việt Nam ở hải ngoại đâu? Tuổi trẻ Việt Nam trong nước đâu? Chúng ta phải làm gì? Chúng ta cần phải dấn thân, chúng ta cần phải hy sinh để mong giữ gìn bờ cõi quê hương Việt Nam, để mong thế hệ con cháu của chúng ta sau này có những cái sự phát triển tốt đẹp. Tuổi trẻ Việt Nam hãy đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Kính chào đồng bào tất cả. Hôm nay Hiệp xin được giới thiệu, Hiệp là Nguyễn Thanh Hiệp đến từ Na Uy. Thưa quý anh chị, trong lúc chúng ta đang đứng đây, người dân Lộc Hưng đang chứng kiến những cuộc biểu tình của chúng ta qua các anh chị livestream. Một lần nữa, Hiệp xin được cúi đầu nhỏ lệ trước những đồng bào đang bị mất đất mất nhà qua cái cuộc cưỡng chế đất trong những tuần lễ vừa qua. Người dân mất đất mất nhà và các chú thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa có một mái nhà để nương thân mà chúng đã cần diệt đến một cái nơi sống cuối cùng. Và qua đây, người Việt Nam của chúng ta đã có một giấc ngủ quá dài hơn 43 năm qua và trên 80 năm từ khi Đảng Cộng sản thiết lập trên quê hương Việt Nam, đã đến lúc người dân Việt Nam chúng ta trong nước cũng như hải ngoại phải thức tỉnh. Chúng ta đã ngủ một giấc ngủ quá dài. Đây là giờ phút chúng ta không chấp nhận cái Đảng Cộng sản tiếp tục thống trị và áp đặt trên quê hương Việt Nam, yêu cầu Đảng Cộng sản phải thoái vị ngay tức khắc vô điều kiện. Đã đâu Đảng Cộng sản? Đã đâu dự luật đặc khu 99 năm cho tàu không? Đã đâu dược lực dự luật đặc khu trao nhượng đất cho tàu không? Đã đâu. Quân xin giới thiệu lại, Quân là Quân Trương, Quân đến từ Australia, từ Sydney, và Quân là người Việt, dạ không phải người Úc, dạ Quân chỉ là sống đó thôi. Hôm nay tôi đến đây, tôi có hai cái vấn đề muốn trình bày với nhà cùng người Cộng sản Việt Nam. Là thứ nhất là trả lại cái quyền tự do thật sự cho người dân Việt Nam. Không có cái đất nước nào giống như đất nước Việt Nam. Trong những hải ngoại chúng ta sống ở đây, chúng ta sống đất nước, chúng ta có cái quyền tự do thông tin, tự do tìm kiếm thông tin trên mạng. Thì tại sao ở Việt Nam, Cộng sản Việt Nam để áp đặt một cái luật là luật an ninh mạng, cấm người Việt Nam lên đó nói xấu nhà cầm quyền Cộng sản, nói xấu nhà độc tài. Đó là một cái vấn đề rất là phản dân chủ, nhưng mà nó lại ngồi trong kia đó điều trần về nhân quyền và dân chủ, cái điều rất là vô lý. Và cái điều thứ hai, Quân cũng lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có một cái âm mưu rất là thâm độc, đó là một cái sự chia rẽ. Các anh chị các bạn tới đến đây là cái sự chứng minh cho mọi người thấy được rằng là cái trò chia rẽ của Cộng sản Việt Nam nó đã không thành công. Năm 2019 này, mọi người người ta đã có cái tư duy và người ta đã có một cái hệ thống truyền thông rất là minh bạch và rất là tự do. Người ta đã biết đâu là cái sự thật, đâu là sự dối trá. Mọi người chúng ta hãy đoàn kết. Dạ, em xin hết lại, xin trả lời. Xin một chào mừng thật lớn cho các bạn trẻ quý vị ơi. Thank you. Chưa bạn ơi. Không ơi, chưa không. Ok. Kính thưa tất cả quý vị, rất là xúc động trước những lời phát biểu của tất cả các em bạn trẻ. Thank you very much for sharing your thoughts and feelings in different languages. So we will basically translate into Vietnamese and into your own language when we have a production from each country. Thank you. And now we will sing a very special song. It has become an icon for fighting for human rights and for freedom and democracy in Vietnam. The title basically named Return to the People, Trả lại cho dân, của nhạc sĩ Việt Khang. Ngày hôm nay sẽ trình bày qua hai giọng ca của ca sĩ Thu Sương và ca sĩ Nguyễn Hoàng Quân. Xin mời quý vị chúng ta hãy đồng thanh với nhau. Xin quý vị, hãy cùng với lại Thu Sương và Hoàng Quân mở cái cuốn sách của mình ra và để cùng hát với lại Thu Sương và Hoàng Quân nha, quý vị. Vâng, thưa quý vị, đã đến lúc chúng ta cần phải đòi lại cái quyền làm người của người Việt Nam chúng ta. Chúng ta phải đòi lại tất cả những gì mà nhà cầm quyền đã cướp của chúng ta, quý vị.
con người quên được nhìn được nghe được nói, quên được chọn chân lý tự do, quên xóa bỏ độc tài lộc tô. Trả lại đây cho anh quân nhân quên được sống đời trai hùng, quên tự hào cùng tôn mọi dân, là bảo vệ đất nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Wow, that was wonderful, ladies and gentlemen. What a wonderful song to show our patriots and the love for our country. And now it's my great honor to introduce you to Mr. Earl Anno Schneller, representing the Society for Threatened People. Xin mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho Earl Anno Schneller, hội bảo vệ những dân tộc bị áp bức, lên máy ghi âm để chia sẻ những tình cảm tâm tư của mình. Một tràng pháo tay thật lớn cho Mr. Earl Schneller. Thank you very much for joining us. Thank you very much. In the name of Society for Threatened Peoples, I want to thank you for organizing this demonstration, for showing the world that the state of human rights is appalling, but there's a movement that wants to improve the human rights situation in Vietnam, that wants to have all the prisoners of conscience released, that wants freedom of religion, freedom of assembly, freedom of speech, a lively political debate. So I'm really grateful that you organized this event. Thank you very much. And this event could not take place within the country.
of Vietnam, because of course the Communist Party has been ruling for almost 70 years, doesn't want a debate, doesn't want freedom of assembly, of religion, and they tried their best, unfortunately, to stifle political dissent, to put people into prison, to arrest bloggers, to make sure that no free speech is guaranteed. What has happened since Vietnam last presented its Universal Periodic Review in 2014, the situation has become worse. The Communist Party has been tightening its grip on Vietnam. And in the year 2018 alone, there were many, many people who were detained because they fought for freedom of assembly, freedom of speech, freedom of religion, freedom of the press. And they were detained because they allegedly, according to the Communist Party of Vietnam, had harmed what all autocratic systems, all autocratic one-party systems use against political dissidents, so-called national security. We have some Uyghur brothers and sisters here who know very well what I'm talking about when the situation in China is appalling and the Chinese state uses, just as the Vietnamese state does, national security as a hammer in order to try to stifle political dissent and send people to prison and, in their case, to terrible camps. A couple of weeks ago, a new tool was introduced, the cybersecurity law. You've heard about it, and it will be used to improve censorship, unfortunately, to make sure that the government of Vietnam is ever more powerful in oppressing its own people, which is terrible. And so to become enablers of political oppression. Many people are put under house arrest or are prevented to, for example, come to Geneva to protest the terrible human rights situation of the country. Article 331 of the Penal Code is used against dissidents, and many people who are convicted have allegedly abused freedom, abused democracy to infringe upon the interests of the states. And only in a one-party system, words such as democracy and freedom are dirty words. There's no independent political press, which is why I'm really grateful that so many of you are live streaming this event to all over the world, so that the official version that is brought out by the communist government, that its human rights situation is wonderful. I guess when they're inside the state representatives, they give a wonderful picture of the improving human rights situation, and that's why it's even more important that we are here, that many speakers are here to say it's actually not the truth, and the human rights situation in Vietnam is getting worse instead of getting better. As I said, there are no independent parties, no independent human rights organizations, no independent labor unions. The only independence that the Vietnamese Communist Party cherishes is its independence from accountability, its independence from the rule of law. And that's why this event is so important. You're showing the world that there are people who want a better Vietnam, a Vietnam that is actually ruled not by a communist party, by a one-party system, but by the rule of law, by a democracy, by a democratic system. That's why we are calling on the government of Vietnam to release all the prisoners of conscience, to abolish the death penalty that is also used against political dissidents, stop crushing basic human rights, allow for free and lively and fair elections, finally, allow for lively debate. And we're calling on the members of the Human Rights Council and all members of the United Nations to pressure the government of Vietnam, because without outside pressure, there will most probably be no improvement in the field of human rights. The European Union should make its free trade agreement with Vietnam dependent on an improved human rights situation, and should include a monitoring system
which enables the European Union, and if it sees no progress in the human rights situation of Vietnam or within Vietnam, that it could cancel this free trade agreement. Human rights must also be related or connected to other fields such as trade. So, concluding, I want to thank you very much. There are other speakers. I look forward to listening to them. Thank you for coming today, and thank you for working for human rights for Vietnam. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. Schreller. Đá đá cùng xem video bao nhiêu? Đá đảo, đá đảo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp theo đây là tôi xin trân trọng kính mời quý vị lắng nghe tâm tình của một trong những vị lãnh đạo tinh thần có mặt trong ngày hôm nay. Đó là Linh Mục Đinh Xuân Minh đến từ Frankfurt, Đức Quốc, là tác giả của cuốn sách Thiện và Ác rất là nổi tiếng, chấn động toàn thế giới. Và cái thông điệp của Ngài thì chắc chắn rằng quý vị đã biết rằng là thông điệp đấu tranh cho tự do, dân chủ cho Việt Nam. Ladies and gentlemen, please welcome. Làm tốt nhất Âu Châu. Tất cả chúng ta tới đây đều có một mẫu số chung, đó là chúng ta muốn truất phế chế độ cộng sản Việt Nam, chúng ta muốn truất phế tà thần cộng sản Việt Nam. Mỗi người có thể có một cái lý do riêng tại sao quý vị muốn truất phế cái chế độ tà thần cộng sản Việt Nam. Riêng tôi nhân đây tôi xin được chia sẻ cái tư tưởng, cái lý do là tại sao tôi muốn truất phế tà thần cộng sản Việt Nam. Kính thưa quý vị, tôi Linh Mục Đinh Xuân Minh đến từ Đức Quốc. Đức Quốc là một quốc gia đã gây ra Thế chiến thứ hai. Và cái câu hỏi tới bây giờ người ta luôn luôn đặt ra là tại sao một dân tộc Thiên Chúa giáo 95% mà lại gây ra Thế chiến thứ hai được, nguyên nhân tại đâu? Thì kính thưa quý vị, cái nguyên nhân, một trong nguyên nhân chính đáng đó là bởi vì cái hệ thống chính trị đã làm cho người ta có cái cơ may, có một cái thuận tiện để gây lên sự ác. Cái thể chế chính trị đã tạo cho người ta có cái cơ may, có cái thuận tiện để gây lên sự ác. Và chúng ta biết rằng chiến tranh thứ hai đã làm mất đi bao nhiêu sinh mạng, triệu sinh mạng của những người vô tội. Và đó là một lý do chính đáng là tại sao tôi muốn truất phế tà thần cộng sản Việt Nam. Bởi vì cái chế độ tà thần cộng sản Việt Nam là một cái chế độ sẽ tạo cho con người các cơ hội để mà làm nên sự ác. Vì thế tôi chỉ xin chia sẻ cùng với tất cả quý vị anh chị em cái suy nghĩ của tôi là tôi muốn truất phế cái tà thần cộng sản Việt Nam. Và tôi cũng cầu mong và cầu chúc cho tất cả anh chị em chúng ta hãy cùng chung tay với tôi, cùng chung tay với tất cả các hội đoàn, với những người yêu chuộng tự do dân chủ, yêu chuộng nhân quyền, yêu chuộng tự do tôn giáo, chúng ta hãy cùng nhau chung tay để truất phế tà thần cộng sản Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và giờ đây tôi xin mời tất cả quý vị cùng với tôi ca hát bài Kinh Hòa Bình. Quý vị nếu mà chưa có thì xin ai giữ cái bản hát này phát cho tất cả mọi người, và xin quý vị cùng hát tôi bản Kinh Hòa Bình. Lạy Chúa Từ Nhân, xin cho con biết tình yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, siêu trông cậy vào nơi thất vọng,
để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi. Vì chính khi thứ tha là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thân ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí. Human race for Vietnam. Human race for Vietnam. Human race for Vietnam. Nhân quyền cho Việt Nam. Nhân quyền cho Việt Nam. Nhân quyền cho Việt Nam. Thưa quý vị, tiếp theo đây xin mời quý vị cùng chúng tôi hát bài Việt Nam với hương ngạo nghệ cùng Hoàng Quân và Thu Sương. Quý vị ơi, xin quý vị cùng với lại Thu Sương và Hoàng Quân giơ cao tay lên nha quý vị. Và chúng ta cùng hát chung với nhau nha thưa quý vị. Hãy
về ta muôn năm. Human rights for Vietnam. Human rights for Vietnam. Human rights for Vietnam. Nhân quyền cho Việt Nam. Nhân quyền cho Việt Nam. Xin quý vị rất nhiều. Wow, nhà phẩm Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Nhưng nhắc chúng ta rằng chúng ta tiếp tục tranh đấu đến giây phút cuối cùng để một ngày nào đó tuyến đất Việt Nam của chúng ta thật sự có tự do, dân chủ và nhân quyền, phải không quý vị? Yes. Tiếp theo đây chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe bài phát biểu của một dân biểu, đó là ngài Elmer Brok, là chairman của European Parliament Committee on Foreign Affairs, tức là ngài là dân biểu của khối liên hiệp Âu Châu và cũng là trưởng ban đối ngoại của Hạ viện Liên minh Châu Âu. Đại diện ngài là anh Ngô Hoàng Phong đến từ Đức Quốc sẽ có bài diễn văn. Xin mời quý vị chào phát thật lớn cho anh Ngô Hoàng Phong, đại diện cho Mr. Elmer Brok. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich willkommen heißen und hier heute hiermit möchte ich einen Brief von Herrn Elmer Brok, der Europa-Mitglied und er kann leider kurzfristig nicht absagen, weil er unbedingt für Europaparlament heute sein müsste. Demonstration vor dem Palast der Nation Menschenrechtsverletzung in Vietnam. Allen, die sich heute hier versammelt haben, umgehen die kontinuierliche Menschenrechtsverletzung durch die kommunistische Regierung in Vietnam zu protestieren, möchte ich danken. Ich bedauere nicht dabei sein zu können, aber leider erfordert meine parlamentarische Aufgabe meine Anwesenheit in Brüssel. Trotzdem möchte ich jedoch einige Gedanken zur aktuellen Lage zum Ausdruck bringen. Die Kommunistische Partei, wenn sie seit 1975 das Land regiert, hält das Monopol der politischen Macht und erlaubt keinerlei Änderungen, was ihre Führung betrifft. Die Regierung ist im höchsten Maßen repressiv und strengt grundlegende Rechte wie Rede- und Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Vereinigungsfreiheit und Religionsfreiheit. Was zum Menschenrechtsbilanz, dass Behörden regelmäßig unnötige und angemessene Gewalt einsetzen, um die friedliche Versammlungen und Proteste aufzulösen und zu vermeiden. Menschenrechtsaktivisten wie auch Blogger sehen dies Schikanen, Einschüchterungen, körperliche Übergriffe und Inhaftieren ausgesetzt. Obwohl Vietnam das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folterung unterschrieben hat, wird dies noch konsequent eingehalten. So wird Gewalt und Foltern eingesetzt, um Geständnisse von friedlichen Aktivisten zu erzwingen. Des Weiteren sind die Gerichtsverhandlungen vieler dieser Aktivisten alles andere als transparent. Festnahmen werden geheim vorgenommen, ohne dass Familien informiert werden. Gefangenen werden im Gefängnis verlegt, die fern von ihren Familien sind, und sie werden bis zu 2 Jahre in unterdrückten Haft gehalten. Es ist unbekannt, dass die Inhaftierten mit chinesischer Hilfe versagt wurden und dass auch Todesfälle in Haft unter fragwürdigen Umständen eine Ausnahme sind. Außerdem setzt die vietnamesische Regierung weiterhin die Todesstrafe ein. Laut Daten von Amnesty International im Zeitraum zwischen August 2013 und Juni 2016 waren dies durchschnittlich 144 Todesstrafen pro Jahr. Ich möchte die vietnamesische Regierung dringend bitten, die Verletzungen der Menschenrechte zu beenden und die Empfehlungen der UPR zu befolgen. Besonders die neuen, welche heute gegeben sind. Ich fordere auch die Freilassung von politischen Gefangenen wie dem Menschenrechtsaktivisten Deng Huynh Di Thuc, welcher oft über die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen in Vietnam in seinem Blog berichtet hat und nun seit 9 Jahren im Gefängnis ist. Herr Thuc wurde zu insgesamt 16 Jahren
Freiheitsstrafe verurteilt und die UN-Arbeitsgruppe zu willkürlicher Verhaftung hat sich schon seit 2012 dieses Falles angenommen haben und kam zu dem Schluss, dass seine Festnahme willkürlich war. Sein Fall ist nur einer unter vielen, welche nachweisen, dass das vietnamesische Justizsystem alles andere als unabhängig ist. Das ist ein riesiges Problem, das muss angegangen werden. Aus diesem Grunde fordere ich erneut die vietnamesische Regierung mit Nachdruck auf die endlich den Aufforderungen der UPN nachzukommen. Mit freuen Grüßen, Herr Mabro. Dạ thưa quý vị, xin chuyển dịch tiếng Việt lá thư của em Amarok. Ông Amarok là nghị sĩ quốc hội của châu. Ông ta là có một tiếng nói rất mạnh và ông ta luôn đồng hành và ủng hộ chúng ta trong vấn đề dân nguyện. Em Amarok, tôi xin cảm ơn tất cả những người tập trung ngày hôm nay để phản đối sự việc vi phạm dân quyền đang diễn ra của chính quyền cộng sản tại Việt Nam. Tôi rất tiếc không thể tham dự bởi vì nhiệm vụ quốc hội của tôi đòi sự hiện diện của tôi tại Busan. Tuy nhiên, tôi muốn bày tỏ một số suy nghĩ về tình hình hiện nay. Đảng Cộng sản, nơi cai trị đất nước từ năm 1975, nắm giữ độc quyền, quyền lực chính trị và không cho phép bất kỳ thay đổi nào trong sự lãnh đạo của nó. Chính phủ rất đàn áp và hạn chế các quyền cơ bản như tự do ngôn luận và bày tỏ, tự do báo chí, tự do hội họp và tự do tôn giáo. Chẳng hạn về quyền hội họp, hồ sơ nhân quyền cho thấy chính quyền thường xuyên sử dụng vũ lực không cần thiết, không phù hợp để giải tán các hoặc tránh các cuộc tụ họp, biểu tình ôn hòa. Các nhà hoạt động nhân quyền cũng như các blogger phải đối mặt với sự quấy rối, đe dọa, tấn công về thể xác và bị giam giữ. Mặc dù Việt Nam đã ký công ước Liên Hợp Quốc chống tra tấn, nhưng nó không được duy trì một cách nhất quán. Vì vậy, bạo lực và tra tấn được sử dụng để buộc tội, thú tội từ các nhà hoạt động ôn hòa. Ngoài ra, các phiên tòa xét giữ nhiều nhà hoạt động này không minh bạch. Các vụ bắt giữ được thực hiện bí mật và không thông báo cho gia đình. Các tù nhân được chuyển đến nhà tù cách xa gia đình và họ bị giam giữ, điều tra có khi đến 2 năm. Chúng tôi cũng biết rằng những người bị giam giữ đã bị cấm đoán các trợ giúp về y tế và những cái chết khi bị giam giữ trong những trường hợp nghi vấn cũng không là ngoại lệ. Ngoài ra, chính phủ Việt Nam tiếp tục sử dụng án tử hình theo dữ liệu của Tổ chức Ân xá Quốc tế từ tháng 8 2013 đến tháng 6 2016. Đây là trung bình của 140 án tử hình của mỗi năm. Tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam ráo riết chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền và tuân theo các khuyến nghị của UPE, đặc biệt là các quy định mới được đưa ra ngày hôm nay. Tôi cũng kêu gọi thả tù nhân chính trị như hoạt động nhân quyền Trần Quỳnh Duy Thức, người đã từng báo cáo về điều kiện kinh tế và xã hội tại Việt Nam trên blogger của mình và đã ở tù 9 năm nay. Ông Thức đã bị kết án tổng cộng 16 năm tù và giam giữ tùy tiện này. Tổ công tác của Liên Quốc đã nhận trường hợp này từ năm 2012 và kết luận rằng việc ông bị bắt là tùy tiện. Trường hợp của ông chỉ là một trong những người chứng nhận rằng hệ thống tư pháp Việt Nam bất độc lập. Đây là một vấn đề lớn và cần được giải quyết. Vì lý do này, tôi nhấn mạnh kêu gọi một lần nữa, chính phủ Việt Nam tuân thủ các yêu cầu của UPE, không chần chờ gì nữa. Kính chào ông Amarok, nghị sĩ châu Âu, quốc hội châu Âu. Thank you very much, Mr. Amarok and Mr. Ngô Hoàng Phong. Và kính thưa tất cả quý vị, sau đây là một tiết mục rất là đặc biệt để vinh danh những người tù nhân lương tâm. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Xin mời ca sĩ Hoàng Quân trở sân khấu. Và quý vị dõi mắt về bên phía tay phải của Anthony Chim. Và đây là nhạc phẩm Con đường Việt Nam của nhạc sĩ Việt Nam tặng cho anh Trần Quân Duy Thức. Trại giam nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ trêu tình đời, có những người đi tù vì quê hương, bao người vì yêu nước vẫn dấn thân trong ngục tù.
dẫu chông gai để còn có ngày mai, vẫn đôi chân bước đường dài miệt mài đi lao tù vì đồng bào vì quê. Trong bóng tối trại giam đêm cục đầu anh ngồi nhớ nhà, anh nhớ cha mẹ già, nhớ vợ hiền, nhớ cả đàn con ngoan. Ôi ngày về xa quá, biết mẫu thân có chờ được ngày về, đến khi hay tin người đã tan hơi, nén đau thương nén dòng lệ tủi hờn. Anh chưa về, chưa đổi được vành khăn tang, thương anh thương quê hương, vì quyền dân vẫn còn chưa đủ, vì tự do dân chủ còn lu mờ, vì cơ cực còn gieo rắc thê lương, vì quanh anh đầy bao nỗi xót thương. Cho dân mình còn nghèo, người theo người cầu thực chốn tha hương, thương cho Việt Nam mình bé ngoài sân, trước hiếm họa diệt vong. Trong bóng tôi trải gian nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ chiều nào bằng có những người bởi nặng tình non sông. Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dấu ngục tù đọa đây, dẫu chông gai để còn có bước đường dài miệt mài đi cho trọn trọn con đường Việt Nam. Tù nhân lương tâm Việt Nam, tự do cho các tù nhân lương tâm Việt Nam, tự do danh truyền hình duy nhất. Trong bóng tôi trại giam nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ trêu tình đời có những người đi tù vì quê hương. Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dấu ngục tù đọa đây, dấu chông gai để còn có ngày mai, vẫn đôi chân bước đường dài miệt mài đi lao tù vì đồng bào vì quê hương. Trong bóng tôi trại giam đêm cục đầu anh ngồi nhớ nhà, anh nhớ cha mẹ già, nhớ vợ hiền, nhớ cả đàn con ngoan. Ôi ngày về xa quá, biết mẫu thân có chờ được ngày về, đến khi hay tin người đã tan hơi, nén đau thương nén dòng lệ tủi hờn. Anh chưa về, chưa đổi được vành khăn tang, thương anh thương quê hương, vì quyền dân vẫn còn chưa đủ, vì tự do dân chủ còn lu mờ, vì cơ cực còn gieo rắc thê lương, vì quanh anh đầy bao Việt Nam mình bé nhỏ, trước ngoại xâm trước hiểm họa diệt vong. Trong bóng tôi trại giam nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ trêu nào bằng có những người bởi nặng tình non sông. Anh Trần Huỳnh Duy Thức vẫn dấn thân dấu ngục tù đọa đây, dấu chông gai để còn có ngày mai, vẫn đôi chân bước đường dài miệt mài đi cho trọn trọn con đường Việt Nam.
chọn con đường Việt Nam. Nhân quyền cho Việt Nam, nhân quyền cho Việt Nam, nhân quyền cho Việt Nam, human rights for Việt Nam, human rights for Việt Nam. Xin cảm ơn. Thank you. Kính thưa tất cả quý vị, tiếp theo đây xin mời quý vị trở thành thật lớn để chào một người anh đến từ tịch chất. Đó là anh Đoàn Hòa, đại diện cho phong trào chống Trung Cộng bành trướng, để lên máy vi âm nói lên cảm tưởng của mình. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Đoàn, all the way from Czech Republic. We'll have a few words. Một tràng pháo thật lớn cho anh Đoàn Hòa. Wow, anh quá trời fans luôn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đoàn Hòa, Cộng hòa Séc. Và hôm nay tôi đến đại diện cho phong trào chống Trung Cộng bành trướng. Tôi rất là vui mừng và rất là hân hạnh được đến đây đóng góp sức nhỏ của mình trong việc chống tà đảng Cộng sản Việt Nam đang lũng đoạn đất nước quê hương của chúng ta. Đã hai lần tà đảng Cộng sản Việt Nam phải giải trình trước Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Thụy Sĩ, tại Geneva. Nhưng tôi không tin vào những cái giải trình họ, bởi vì tà đảng Cộng sản Việt Nam bao giờ cũng nói rằng là một nẻo, càng ngày càng đàn áp nhân dân Việt Nam và đưa những người Việt Nam yêu nước, có tâm với đất nước của mình vào lao tù một cách trái phép, và càng ngày số lượng người bị bắt càng nhiều, và những vụ xử án thì càng ngày càng nặng. Hôm nay chúng ta ở đây để mà tà đảng Cộng sản Việt Nam, yêu cầu tà đảng Cộng sản Việt Nam phải trả lại quyền lãnh đạo đất nước cho nhân dân Việt Nam, nhân quyền cho Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam. Không có một cái đảng phái nào có thể đặt quyền lợi của mình lên trên quyền lợi của dân tộc. Quyền lợi của dân tộc là quyền lợi cao nhất. Tự do cho Việt Nam. Tự do, tự do. Nhân quyền cho Việt Nam. Xin cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn anh Hòa rất nhiều. Wow, đến từ tiệm khác. Và bây giờ đến đây, tiếp theo đây xin mời quý vị chào đón người phát biểu kế tiếp là bác sĩ Nguyễn Quốc Nam, đại diện cho Liên minh Dân chủ và đại diện cho các đoàn thể tại Pháp. Now please welcome Dr. Nguyễn Quốc Nam, representing all of the Vietnamese communities from France. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, kính thưa Hòa Thượng, kính thưa quý cha, kính thưa các anh chị em, tôi rất là vui mừng được đến đây để đại diện anh chị em có một đôi lời của phái đoàn đến từ nước Pháp. Kính thưa quý vị, ai cũng biết là Cộng sản sinh ra trong cái sự nghèo đói, nó lớn lên trong cái sự dối trá và nó sẽ chết đi trong sự thật. Cho nên ngày hôm nay sự có mặt của anh chị em ở đây nói lên rằng tất cả những điều chúng ta phát biểu ngày hôm nay là sự thật. Kính thưa quý vị, tôi muốn nói một điều duy nhất là không ai dối trá hơn Cộng sản, và Đảng Cộng sản Việt Nam từ mấy thập niên nay là chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái tình trạng xâm phạm nhân quyền vô tiền khóa hậu tại Việt Nam của chúng ta. Cái tội còn nặng hơn nữa là họ là một tập đoàn bán nước hại dân, và dân tộc Việt Nam của chúng ta thường nói là hèn với giặc và ác với dân. Thưa quý vị, họ gian dối đến độ chiều hôm nay 2:30 họ sẽ dùng cái diễn đàn của Liên Hiệp Quốc này để một lần nữa dối trá cùng với tất cả thế giới là họ đã hoàn thành cái sứ mệnh mà họ đã chấp nhận để thay đổi và tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam. Họ dùng cái bánh lưới là họ cho những cái người, những cái quốc gia đại diện ở trong đó, những quốc gia, những cái tiểu quốc, những cái quốc gia còn độc tài, còn tham nhũng, họ yêu cầu những quốc gia đó bằng tiền, họ mua chuộc những quốc gia đó bằng tiền để những quốc gia đó ghi danh phát biểu
hầu chấm dứt tất cả, chiếm hết tất cả thì giờ ở trong Liên Hợp Quốc để cho những người bạn mà chúng ta đã vận động được để đặt câu hỏi, chất vấn họ về vấn đề thực trạng nhân quyền cho Việt Nam. Đó là cái mánh lới của Cộng sản Việt Nam mà chiều nay họ sẽ lại sử dụng cái mánh lới đó. Chúng tôi muốn nhân cơ hội hôm nay để đưa đến một cái thông điệp với anh chị em trẻ là chúng tôi rất lấy làm sung sướng nhìn thấy thế hệ trẻ đã lãnh trách nhiệm của mình ngày hôm nay đứng lên và tổ chức cuộc một biểu diễn cái sự thật hay ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin cảm tạ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là cái bảo đảm tinh thần cho cộng đồng của chúng ta ở khắp nơi, và chúng tôi rất lấy làm vinh dự được đứng dưới sự lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất để làm tấm gương để tranh đấu cho nước Việt Nam của chúng ta. Xin quý vị cùng chúng tôi đã đảo Cộng sản Việt Nam gian manh hèn với giặc ác với dân. Đã đảo Cộng sản Việt Nam hèn với giặc ác với dân. Đã đảo. Xin cảm tạ quý vị. Dạ vâng, xin cảm ơn Việt sĩ Nguyễn Quốc Nam rất nhiều. Và thưa quý vị, sau đây Thu Sương xin được mời quý vị cùng với lại Thu Sương để hát với Thu Sương ca khúc Vùng Dậy Anh Em Ơi của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa. Thưa quý vị, xin quý vị cùng hô to với Thu Sương nha. Đá đáo Cộng sản! Đợi từng người mặt mất thương than lòng mù tôi tàu chúng đang ra bay biển khơi người chúng đang xâm nhập mọi nơi trên núi cao đất sâu biển khơi hoàng sa đâm sấm sét đánh xuống quân ngoại xâm miền nam quân anh dũng đã biết trang sử xanh trường sa khơi sóng biếc quất hết quân tàn hoang Việt Nam thì tại Geneva này thời tiết cũng khá lạnh so với những người ở sống không phải vùng lạnh như anh Thi Chim, nhưng mà đến giờ phút này Thi Chim mình thấy rằng là tất cả trái tim của chúng ta rần hơn lửa, một lửa chào phát ra thật lớn cho tất cả mọi người nha quý vị. Yes.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tòa Đức Tăng Ni. Kính tất cả quý vị, sẽ chúng con xin đi đầu cung thỉnh Hòa Thượng Thích Như Điển, Phương Trưởng Chùa Viên Giác của Hanover, Đức Quốc, cũng là Tổng Thư Ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại châu Âu, lên máy vi âm để gửi đến chúng con những lời gửi gắm trong ngày hôm nay. Và chúng con cũng xin đi đầu cung thỉnh Chư Tôn Đại Đức Tăng Ni đến từ khắp mọi nơi. Chúng con xin được cung thỉnh, và sau đó chúng con sẽ nêu quý danh mọi người. Xin quý vị chào phái thật lớn để cung thỉnh Hòa Thượng Thích Như Điển. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, các tôn giáo bạn, thưa quý đồng hương, người Việt chúng ta sống khắp nơi trên thế giới. Hôm nay ngày 22 tháng 1 năm 2019, có mặt tại Geneva và trước trụ sở Liên Hợp Quốc. Ngày 9 tháng 11 năm 1989, bức tường Bán Linh đã sụp đổ sau 40 năm chủ nghĩa cộng sản tại Đông Đức đã thịnh hành, và hai nước Đông Đức và Tây Đức đã nối lại với nhau trong chủ nghĩa tự do, và hơn 40 năm nay họ đã sống trong sự an bình. Riêng Việt Nam chúng ta từ 30 tháng 4 năm 1975 ở miền Nam, và trước đó ở miền Bắc sau năm 1954, người dân Việt Nam chúng ta hai miền sống bị chịu sự đàn áp của Cộng sản Việt Nam. Và mãi cho đến hôm nay, tất cả những quyền căn bản của con người, người Cộng sản Việt Nam vẫn không tôn trọng. Từ ngày 9 tháng 1 năm 1989 trở về sau, các xứ Cộng sản Đông Âu như Tiệp Khắc, Ba Lan, Nga Xô, Hùng Gia Lợi, Bảo Gia Lợi, v.v. đã trở thành những nước tự do. Trong khi đó, các nước Cộng sản Á Châu chúng ta, trong đó có Bắc Hàn, Việt Nam và Trung Hoa, vẫn đeo đuổi một cái chủ nghĩa không có tương lai, giống như các Marx đã vạch ra trước đây mà ông ta sinh ra ở tại vùng Trier. Nơi này nếu quý vị nào đến thì sẽ thấy được một cái biểu tượng là của các Marx. Nhưng người dân tại làng Trier nói rằng đây là nơi sinh của các Marx, nhưng mà dân làng này chối bỏ sự hiện hữu của các Marx. Trong khi đó thì Cộng sản Việt Nam cũng như Trung Hoa và Bắc Hàn vẫn còn theo chủ nghĩa cực đoan này. Hôm nay chúng tôi xin đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu, gồm quý thầy, quý cô, như một số quý Phật tử đến nhiều nước khác nhau, cùng góp lời cầu nguyện với tất cả quý đồng hương người Việt chúng ta tị nạn cộng sản tại ngộ quốc, nói lên tiếng nói trung thực của mình để đòi người Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng thực sự về tự do tôn giáo, nhân quyền, tự do đi lại, tự do báo chí. Thì đó là cái điều kiện căn bản mà một người tự do chúng ta đang sống ở ngộ quốc thay thế người Việt chúng ta ở trong nước không có cơ hội để nói lên tiếng nói trung thực của mình. Hoặc giả có rất là nhiều người đã nói lên nhưng bị đàn áp, tra tấn. Thì hôm nay đây, bây giờ cho tới chiều, chúng ta thể hiện tinh thần đó để chống lại sự cai trị đàn áp hà khắc của người Cộng sản Việt Nam, và mong rằng Việt Nam chúng ta sớm có tự do thực sự. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Vâng, bây giờ cái bài tôi vừa phát biểu thì cô Oanh sẽ nói phần tiếng Anh. Dạ vâng, dạ. Bà A Di Phật, bà thầy, trước khi cô Diệu Huệ phát biểu phần tiếng Anh cái thông điệp của thầy Như Điển, thì cho con mạn phép được giới thiệu tất cả chư đại đức, chư tôn hòa thượng, thượng tọa Đức Tăng Ni đến tất cả quý vị. Chúng con xin trân trọng kính giới thiệu hòa thượng Thích Quảng Hiền. Dạ, đến từ Thụy Sĩ. Dạ, đến từ Thụy Sĩ. Thượng tọa Thích Quảng Đạo, đến từ Pháp. Đại đức Thích Hạnh Vân, đến từ Đức. Đại đức Thích Quảng Viên, đến từ Pháp. Đại đức Thích Viên Tình, đến từ Na Uy. Đại đức Thích Viên Giác, đến từ Na Uy. Đại đức
Thích Giác Tâm đến từ Hoa Kỳ. Sư cô Thích Nữ Diệu Thảo đến từ Na Uy. Sư cô Thích Nữ Viên Tiến đến từ Thụy Điển. Sư cô Thích Nữ Viên Chiếu đến từ Thụy Điển. Và Sajini Khánh Đức. Một tràng pháo thật lớn cho tất cả chư tơ tôn đại đức tăng ni. Và bây giờ xin mời Phật tử Diệu Huệ lên thông dịch phần tiếng Anh cái thông điệp của thầy Phương Trượng. Dạ, xin cảm ơn. This is the appeal of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Europe. On the 9th of November in 1989, the Berlin Wall collapsed, reuniting Western and Eastern Germany once again after 40 years of communist domination. And this wave spread to other Eastern European communist countries such as the Soviet Union, Czechoslovakia, Poland, Hungary, Bulgaria, etc. Today, all these countries have turned a new page in their history because they dare to reject communism, they dare to reject what was a shackling chain binding the people to misery in every aspect of their life. More than three decades after the Eastern European countries have turned into democratic and free countries, it is with a huge disappointment that we look at China, North Korea, and Vietnam. To this day, those countries still deliberately cling into an authoritarian and inhuman regime, oppressing, tormenting billions of human beings and stripping them of their basic human rights such as religious freedom, freedom of press, movement, etc. This is the reason why we are gathered here today to represent the people being oppressed in Vietnam, to speak up for them through the voice of the free Vietnamese communities overseas, majority of which are Buddhists. It is painfully clear to the rest of the world that communism never had good intentions in any aspect. Therefore, we are hoping that our fight and our movements will enable to promote the process of democratization and reject the ideologies of communism in Vietnam, in every country in the world still believing in communism. For as long as the ideal of communism exists, humanity and religions will always be threatened and harassed. May I wish that the discussions over the next few days about the issues of human rights and religious freedom will clear the way for a brighter future in Vietnam. Thank you all for your attention. Namo Di Đà. Thank you, Phật tử Diệu Huệ. Thank you. Namo Di Đà Phật. Dạ vâng, để Hòa Thượng Quảng Hiền sẽ bắt vài lời kinh để cầu nguyện cho đất nước của chúng ta. Xin And now we have the chanting part in the Buddhism to pray for Vietnam. Thank you. Nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời đêm an lành tất cả các ngày đều an lành xin nguyện từ bi thương gia hộ Nam Mô Tiêu Tai Giang các tường Bồ Tát Nam Mô Tiêu Tai Giang các tường Bồ Tát Nam Mô Tiêu Tai Giang các tường Bồ Tát. Xin cảm ơn toàn thể tất cả quý vị. Xin một tràng pháo tay để cung thỉnh chư tôn đức đến từ khắp mọi châu Âu. Xin cảm ơn quý vị. Đây là phản thề phản bội quê hương. Xin mời nhà ca sĩ Thu Sen. Một cánh tay giơ lên, hàng ngàn cánh tay giơ lên, hàng ngàn cánh tay giơ lên, quyết đấu tranh cho mình hòa bình công chính. Nắm quân hàng quân quân, đấu hàng cái con sâu lặng. Hòa bình về trong vinh quang, mình công lao mà có sức hùng anh. Nào đứng lên bên nhau, nào cùng sát vai bên nhau.
thề nguyện với vùng tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước. Vận nước nắm tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quê hương ta, trận âm mưu trên các tên sơn hà. Quyết cao tay lên ơi, quyết chiến thề, quyết chiến, quyết chiến, quê hương có phần hòa bình đem thôi, chẳng nên hiệp ngôi chung quân và nước tông đồ. Quyết chiến thề, quyết chiến, quyết chiến, hãy cho quân dù mình phải chết, để mai đây về sau là tâm ta sống to. Vẫn nước đang vươn lên, hàng ngàn chiến công chưa quên, hàng vàng sắc quân trong nó đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân. Thề chưa bao lùi chân, ngồi cùng với quân sông lạnh, ta thề chết chứ không hề lùi, quyết không hề bàn bội quê hương. Ta thề chết chứ không hề lùi, quyết không hề bàn bội quê hương. Ta đã Việt Nam, cùng thầm Việt Nam bán nữa. Ta đã cùng thầm Việt Nam bán nữa. Quý vị một tràng phát tay cho Nguyễn Hằng, Nguyễn Hằng, Nguyễn Hằng, Nguyễn Hằng, và Phương Sương đến từ Pháp Quốc là hai ca sĩ lúc nãy ngày hôm nay quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị ơi, đồng hành với Thu Sương của Hoàng Quân Giang, căng tay lên quý vị ơi. Ta đã cùng thầm Việt Nam bắt đầu. Ta đã, ta đã, ta đã. Ta đã cùng thầm Việt Nam bắt đầu. Ta đã, ta đã, ta đã. Một cái tay đưa lên, hàng ngàn cái tay đưa lên, hàng vạn cái tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình đồng chinh. Phá tan mưu toan, đầu hàng cánh quân xâm lăng. Hòa bình phải trong vinh quang, bên công lao bao máu xương hùng anh. Nào đứng lên bên nhau, nào cùng sát vai bên nhau. Thề nguyện với vùng tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước. Vẫn nước trong tay ta, là quyền của quân dân ta. Tình đoàn kết